Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay tôi làm clip này có một vấn đề này cũng hấp dẫn. Tôi cũng không biết sao có một số điện thoại lạ lắm điện đến cho tôi kêu là có biết địa chỉ luôn á, biết địa chỉ từ công ty siêu 3B Amata Biên Hòa Đồng Nai luôn, biết khu nghề Amata luôn mà. Rồi biết cái số điện thoại hỏi tôi, biết tôi tên luôn hả? Rồi nói là gửi cho tôi một cái đồng hồ. Tôi mới hỏi là thì có dịch vụ dịch đồ gì không mà sao rồi gửi tặng cái đồng hồ kia không, chỉ tốn phí thôi. Nhưng khi tặng cho khách hàng để có gì giới thiệu cho mọi người cùng mua. Đây, tôi không nói xạo này. Hộp này, tôi đọc địa chỉ luôn. Người gửi này, người gửi là đồng hồ Mimosa. Đây, đồng hồ Mimosa này. Địa chỉ là số 86 Yên Lạc, phường Vĩnh Huy. À, Vĩnh Tuy chứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người nhận tôi. Ôi, tôi cũng sợ luôn, tôi cũng biết. Không nói sợ các bạn, đồng hồ này. Để tôi khui cái đồng hồ đây cho các bạn coi. Cái đồng hồ đẹp lắm. Cái đồng hồ này như làm từ cỏ mây hay sao á. Cân có 19 gram. Mà kim đồng hồ nó vẫn chạy nha. Mà tôi không hiểu sao mà nó nhẹ tưng. Như cái cỏ mây á, nó nhẹ quá. Tôi cân cả cái hộp, cái cục mút này với cái đồng hồ này là bao nhiêu gram đây? 78 gram. Đây tôi cân ký đàng hoàng luôn. Lúc mà ra nhận hàng á, tôi mới thấy cái đồng hồ này tôi thấy sao sao ta. Cái tôi nói với cái người shipper á, kêu là giờ em không nhận đúng không? Nó kêu không nhận cũng được, tại vì cái này là cho không mà. Nếu như tôi không nhận là cái người ship đó, người ta lấy luôn. Nên tôi suy nghĩ kêu thôi, làm gì làm, kề lấy cũng được, 54 ngàn. Giá là 54.268 đồng, lấy 54 ngàn. Nó sẽ kề lấy về làm clip cho mọi người xem. Đây nhá, cái đồng hồ này, 54 ngàn. Tôi những ai mà lỡ mà có vì dính giống của tôi á, lấy cũng được, không lấy cũng được, không sao hết trơn á. Nhưng cái đồng hồ này cũng hay, có cái đồng hồ nhẹ, tôi không lần đầu tiên tôi cầm cái đồng hồ mà thấy nhẹ tưng như vậy á. Chưa tới một lạng nữa tôi khiếp đó. Tôi chỉ làm thả ở Hà Nội ngay, lỡ mà có ai đồng hồ của bên hãng Mimosa, đây tôi đưa thông tin luôn nè, có cả địa chỉ số điện thoại này kia đó, các bạn xem đó, địa chỉ của tôi dưới này này, biết tôi luôn mà. Người này nó lạ lắm, sao biết tôi cũng hay, tôi không biết cái địa chỉ đâu ra mà người ta biết. Tôi cũng chưa từng mua cái đồng hồ mấy ngày đồng hồ như vậy. Thôi tôi làm clip vậy thôi cho mọi người biết là có người cho mình cho không đó. Nhưng tôi nghĩ chắc là cũng bán thôi, bán cái đồng hồ này với giá là 54 ngàn đó, chứ làm gì có ai mà cho không cái nào đâu. Thì những phí ship đâu 34 ngàn. Lúc bữa tôi cũng có mua một cái đồng hồ phí ship có mười mấy 20 ngàn rồi, chứ không tới 54 ngàn đâu. Nên cái đồng hồ này chúng tôi bán thôi, mà kệ, lấy để làm clip cho mọi người xem, để mọi người biết lỡ mà có dính phải như trường hợp của tôi á, muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì thôi. Nó tôi cho xem hàng luôn, rồi ngon lành trần đạo luôn. Rồi làm dài dòng quá mất hay thôi nhá. Bye, chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ và sức khỏe. Chào mọi người.